Ngày 18 tháng 3, tin từ Bộ Y tế cho biết, Thứ trưởng Trương Quốc Cường vừa ký quyết định xuất cấp vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Sở Y tế Bình Thuận. Theo đó, xuất cấp không thu tiền một số vật tư y tế tại kho của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh mua phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trước đó. Cụ thể, xuất 50.000 khẩu trang y tế, 2.000 khẩu trang N95, 2.000 bộ trang phục phòng chống dịch và 2.000 bộ trang phục T-Rex. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương xuất cấp cho Sở Y tế Bình Thuận các loại vật tư y tế trên. Sở Y tế Bình Thuận tiếp nhận và khẩn trương phân bổ cho các cơ sở y tế theo quy định. Trước đó, tại buổi làm việc tại Bình Thuận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, kinh phí cho hoạt động chống dịch rất khó khăn, nguồn nhân lực phục vụ công tác chống dịch còn thiếu, đang trong tình trạng kiệt sức, trang thiết bị chưa đầy đủ nếu diễn biến dịch phức tạp. Giám đốc Sở Y tế cũng thông tin về việc có Mạnh Thường Quân đề nghị hỗ trợ một phòng xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ông kiến nghị Bộ Y tế xem xét công bố. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ghi nhận ý kiến đề xuất của Bình Thuận. Ông cho biết sẽ rà soát lại các nguồn, nếu Bình Thuận có nhu cầu sẽ tham mưu cho Bộ Y tế gửi về trong vòng 12 giờ. Riêng về phòng xét nghiệm, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ đề nghị Viện Pasteur Nha Trang hoặc Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hồ sơ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ công bố. Tính đến nay, Bình Thuận có 9 trường hợp nhiễm COVID-19 đang điều trị, hơn 200 người được cách ly tại Trung đoàn 812, Trường quân sự tỉnh, 11 người nước ngoài cách ly tại cơ sở số 4 đường 19/4 Phan Thiết và hơn 750 người đang cách ly tại nhà. Ngoài ra, tại thành phố Phan Thiết cũng cách ly hai đoạn đường Hoàng Văn Thụ và Ngô Sĩ Liên. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.